Xin chào thầy Tất Thư. Quá trời đẹp. Còn quảng cáo không? Tôi không còn thực tâm đây là gì? Không biết coi điều mình hỏi gợi về chưa? Người ta vẫn còn sử dụng cái quảng cáo tờ rơi này rất nhiều. Các thông tư. Đây thì xe đạp phải đi lên lề nha mọi người, không được đi xuống đất. Chạy xuống hồ Wakana là 1,8 cây số, 6 phút chạy xe đạp. Ok, còn một số cái địa điểm khác thì ví dụ như viện bảo tàng nè, rồi trung tâm trưng bày nè, rồi nó sẽ gần hơn, nó chỉ có cách vài trăm mét thôi. Nhưng mà buổi này mình muốn đi tập thể dục ở tại hồ Wakana, đi gần bên đó, mình xuống hồ đó trước đi, bữa sau mình sẽ đi mấy chỗ kia. Mình có lên kế hoạch từ đây đến lúc mà đi làm công việc chính thức thì chắc trong vòng khoảng 10 ngày nửa tháng gì nữa thì sẽ 150 đi, mét nữa sẽ đi hết tất cả những cái địa điểm, nó gọi là 10 đến 15 địa điểm rồi đó, nên đi tại thành phố Regina này cũng rất là đẹp. Mình thấy một số người đã review rồi, rất là đẹp. Một số ít con đường là họ có một cái lane xe đạp ở giữa đường thôi, hầu hết là phải đi lên đường lên đây. 100m nữa, rẽ trái vào College Avenue. Hình như là tàu toàn thành phố thì chỉ có vài ba tuyến đường ở từ đầu sau để có xe đạp nào. Rẽ trái vào College Avenue, sau đó rẽ phải vào Wakana Drive. Sở dĩ là mình vừa mới qua là vì làm mình phải mua liền một chiếc xe đạp. Bởi vì cái thứ nhất là về vấn đề sức khỏe thì chân mình bị mổ đầu gối. Chơi chân chân thì giờ bây giờ mình cũng không có chơi những cái môn thể thao đua khá mạnh được. Trước đó mình cũng chơi đá banh, mình đứng dây dằng ở dâu chơi đá banh, thì bây giờ chủ yếu là xe đạp để cho nó bộ chân nó treo lên, nó tốt cho đầu gối. Và ngoài ra là thành phố này nó cũng khá nhỏ. Thành phố này khá nhỏ nên vào những khu đau thao á thì tất cả đều phải gửi xe, đồ tốn phí rồi rất là mất công, nó vừa mất công mà vừa tốn thời gian lắm. Nhiều lúc đi lớn ngớ lại biên bản phạt còn 40 đến 60 đô, rất là tào lao, trong khi nhà mình thì ở lại tại ở ngay khu đầu thao đó, cách đầu thao khoảng 500m thôi đó. Mình đạp tí xíu là tới, là gần đạp tí xíu thôi, 10-15 phút là tới tất cả nơi trung tâm rồi, đi đạp xe đạp là lành nhất rồi. Đây là một cái museum này, đây là cũng trong là một trong những địa điểm mà đáng khám phá của tại Regina này. Thì cái này để mình dành thời gian mình đi buổi sau, đẹp lắm. Trong museum này nó có tái hiện lại toàn bộ những cái lịch sử hay là những cái vật dụng này có nên từ khai thiên lập quốc của Canada đến giờ. Ok lắm mọi người. Nói chung là cách nhà khoảng vài 300m thôi. Mình sẽ đi sâu về cái này. Người thấy cỏ ở đây xanh đùm không? Center.
hồ Westana này là một cái hồ tự nhiên nằm ở ngay trung tâm thành phố. Nơi này thì vào mùa đông sẽ đóng tuyết toàn bộ hết, còn vào mùa hè thì người ta còn tổ chức một số cái hoạt động vui chơi giải trí ở quanh hồ. Hồ này thì nó có đàn thiên nga với bài ngọc đẹp. Vào mùa thu thì hồ này cây cối um tùm, lá vàng lá đỏ lá phong rồi nhiều đẹp. Nhân tiện đạp xe đạp thì mình cũng giới thiệu cho mọi người luôn về cái thành phố đi cho nhà này. Thì mấy cái này thì mình cũng update thông tin từ trên mạng thôi, chứ không phải là cái gì ghê gớm. Thành phố đi cho nhà là thành phố thuộc thủ phủ, nó là giống như tỉnh lỵ đó, của bang Saskatchewan. Thành phố này thì nó lớn thứ hai trong tỉnh sau Saskatoon và là trung tâm thương mại của miền nam Saskatchewan. Vào năm 2016 á, vào năm 2016 thì Virginia nó có dân số nó khoảng 215.000 người. Thì tính năm 2020 thì dân số nó cũng tăng lên một cách đáng kể. Thì từ 215.000 người thì hiện tại dân số cũng được 263.000 người vào năm 2020. Thì với cái dân số này thì nó ít hơn cái thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mình ở một tí xíu. Cái đó là quê hương của mình đó. Mình vào Sài Gòn cũng hai mấy năm nhưng mà đó là quê trời đất tổ, ba mẹ mình cũng còn ở ngoài đó. Thì Virginia thì trước đây là trụ sở chính của lãnh thổ Tây Bắc, trong đó các tỉnh là Saskatchewan và Alberta hiện tại đều là một phần. Nhiệt độ mùa này ở Virginia thì buổi tối nó khoảng 12 đến 15 độ, nhưng mà ngày nó khoảng 1-2 độ. Trời nắng đẹp lắm. Trông lạnh ghê luôn. Quá khói. Chiều cũng có nhiều người tập thể dục, đi bộ quanh công viên. Mùa này thì cây cối có vẻ cũng chưa đẹp lắm, nó sẽ đẹp vào mùa thu, mùa xuân hoặc là mùa đông thì có tuyết toàn bộ mặt hồ, những cái hồ này đóng băng hết. Mùa này thì cây cối nó còn xanh non, mình thấy cái độ tươi xanh thôi chứ còn nét đặc trưng, ví dụ như cây chuyển mùa vào mùa thu đó, chuyển màu vàng, màu cam, màu đỏ thì đó, nó mới đẹp, phần hồ đẹp rồi. Bây giờ riêng nếu ở Việt Nam mình thì những con sóc, những con thỏ, những con ngỗng như thế này ngang chắc không làm được mấy đĩa. Bây giờ mình chưa thấy thiên nga, chỉ cho ngỗng thôi.
Paris xây nhà này vào mùa hè thì khoảng 8 giờ rưỡi. Có hôm là 9 giờ mặt trời mới lặn xuống. Như lúc này hiện tại đang là khoảng 6 giờ chiều. Còn nắng to lắm, nắng to lắm. Hôm qua bên mình có mưa đá nữa. Thôi qua có mưa đá. Viên nó bằng đá mi uống bia. Hôm qua đậu xe ngoài thì sợ banh luôn cái kính. Đá mưa đá. Một nhà thấy nó mới mà. Quá. Giờ ba chơi chạy chạy cái ngồi kia là để tính chơi chắc mẹ rồi xem mình để dưới bếp biết cái sau không nữa. Mới thế này. Rồi đó có lẽ. Ôi con xe của tôi không biết nó có bình an. Không biết nó có bình an qua được cái con chăn này không. Má hồn nào thấy nó bự. Dễ sợ. Bên đây mọi người có biết một số cái xe đạp mua giá từ 12 đến 15.000 đô la. Không phải vận động viên chuyên nghiệp nha. Để ta chạy bình thường thôi. 12 đến 15.000 đô la. Hơn mắc hơn chiếc xe hơi. Xe cũ bên đây chỉ có thể 5.000 là mua được chiếc xe hơi rồi. Nhưng mà xe đạp thì khá là mắc đó. Nếu xe đạp điện rồi xe đạp chất liệu còn cao. Chỉ mong vợ con mình qua kịp trước cái mùa đông, dự kiến là chắc vào mùa thu khoảng 1-2 tháng nữa thì vợ con mình qua kịp thì hưởng được cái không khí tiết trời nó cực đẹp như thế này. Chứ còn vào mùa đông thì tuyết thì giờ thích đấy, nhưng mà được 1-2 hôm thôi chứ còn sau đó là cực kỳ lạnh, cũng ấy là và nó cũng ẩm thấp, nó cũng dơ giấy nữa, cũng không ấy đâu, tuyết lạnh lắm. Mùa này thì siêu đẹp rồi. Đã quá. Mình ở Sài Gòn nó bức bối. Nó quá ư là ít cái không gian xanh. Quá ít công viên này kia nọ. Qua đây được trải nghiệm những cái này sướng lắm.
nguyên một cái bầy vịt khoảng 40-50 con, hơn nữa chứ. Ồ, không thấy thiên nga đâu hết, mà toàn là ngàn không. Nhiều nhiều cái thổ hợp đây chắc hơn 100 con. Mình chưa đọc kỹ cái thông số về cái hồ này, nhưng mà chắc rằng nó sẽ lớn hơn hồ Hoàn Kiếm. Có thể là nhỏ hơn hồ Xuân Hương một tí xíu. Cái tổng quãng đường, cái chu vi của cái hồ này đâu đó nó sẽ rơi vào toàn 4-5 cây số. Đẹp quá. Sự bình yên. Đây là cái chung cư nhà mình.